còn vài phút sau cùng trong mối hiểm nguy chứ an toàn đâu. Đúng vậy, cuộc thi vẫn còn dài. Cuộc thi vẫn còn dài. Cái gì? Nhanh như chớp vậy. Thực ra các ngươi là ai? Các ngươi đến từ nơi nào? Phải chăng là tà thần? Siêu nhẫn thuật Lăng không trùy, Cuồng phong hoàng. Thật là lợi hại. Quả là có bản lãnh đó. Thật là tài cao. Sức mạnh thật phi thường. Thật ra hai người này là ai vậy? Các ngươi là người ở phương nào? Nguy rồi, cha ơi, tên này không lẽ nào. Ta cho các ngươi biết, tên của bọn ta là Lôi Chấn Hiệp, là bá vương trong truyền thuyết sấm sét. Sấm sét? Lẽ nào họ vẫn còn sống sót? Lũ tà thần, các ngươi đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chúng ta giải quyết thần phong hiệp như thế nào chưa? Ngu ngốc. Dù sao họ cũng là siêu nhân của địa cầu. Dừng tay lại.